Xin chào các bạn. Son môi, mỹ phẩm được coi là quan trọng nhất của phụ nữ, đã có một quá trình phát triển thăng trầm với rất nhiều câu chuyện thú vị. Có thời điểm, son môi đã bị cấm sử dụng vì cho rằng tô son đánh phấn là hành động của ma quỷ. Hãy cùng Góc Đá Văn Hóa tìm hiểu trong số này. Khoảng từ năm 3500 trước công nguyên, son môi đã được người Sumer vùng Lưỡng Hà sáng tạo ra. Vào thời kỳ này, không chỉ có phụ nữ mà đàn ông cũng trang điểm. Họ tạo ra son bằng cách trộn chì trắng với đá đỏ được nghiền vụn. Nữ hoàng Sumer, Shubat, được cho là người đầu tiên dùng son màu. Vào năm 1000 trước công nguyên ở Hy Lạp cổ đại thì chỉ có gái mại dâm mới tô son. Tuy nhiên, đến năm 700 trước công nguyên, son môi được phụ nữ Hy Lạp sử dụng rộng rãi, không phân biệt địa vị, với mục đích chính là để làm đẹp. Màu son thì được tạo ra từ các nguyên liệu rất lạ như là phân cá sấu, nhựa thông, đất hoàng tổ đỏ, rong biển, hoa và quả berry được nghiền nát. Người Ai Cập cổ đại thì chế biến son chủ yếu bằng đất hoàng tổ đỏ cùng các nguyên liệu thiên nhiên để tạo ra nhiều màu son khác nhau. Đặc biệt là son môi màu tím đậm thì có chứa các kim loại nặng độc, đã vô tình gây nên cái chết cho nhiều người do nhiễm độc khi tô son. Vì vậy mà loại son này còn được gọi là nữ hoàng thần chết. Đến thời của nữ hoàng Cleopatra thì son môi đã trở nên an toàn hơn khi được làm bằng sáp ong trộn với bọ cánh cứng hoặc là kiến đã bị nghiền nát. Nữ hoàng dùng chất phát ngũ sắc có trong vảy cá để tạo độ bóng và óng ánh cho son. Chất nhuộm màu môi bắt đầu được dùng phổ biến vào thế kỷ thứ 16 tại Anh dưới thời kỳ nữ hoàng Elizabeth I. Đôi môi đỏ tươi và một khuôn mặt trắng bệch đã trở thành mốt thời thượng. Công thức son môi của nữ hoàng bao gồm phẩm son, cao su ả rập, lòng trắng trứng và sữa quả sung. Thời đó, phụ nữ, giới quý tộc và diễn viên nam mới trang điểm bằng son môi. Vào năm 1650, Quốc hội Anh đã đưa ra điều luật quy định cấm phụ nữ trang điểm. Vì theo quan điểm tôn giáo, việc tô son đánh phấn được cho là hành động của ma quỷ. Son môi được cho là sự hiện diện của quỷ dữ vì có màu đỏ như máu, và bất kể ai vi phạm khi dùng son khi vào nhà thờ sẽ bị coi là phù thủy và thiêu sống cho đến chết. Vào thời đó thì người dân cho rằng người có địa vị thấp kém như diễn viên hay gái mại dâm mới dùng son để quyến rũ đàn ông. Dưới triều đại Victoria của Anh vào khoảng những năm 1837-1901, chính nữ hoàng đã chống lại việc trang điểm và phụ nữ phải trông chờ vào mỹ phẩm buôn lậu từ Pháp, trong khi số khác lại phải đến những nơi xa xôi để có thể tô son bằng cách dùng giấy kép ẩm, ri băng, cắn môi hay thấm môi bằng rượu đỏ. Theo thời gian thì đàn ông đã ngừng sử dụng son môi. Những người đàn ông cuối cùng trong lịch sử dùng son môi thuộc tầng lớp quý tộc Pháp trước cuộc cách mạng Pháp. Và son hiện đại đầu tiên có xuất xứ từ nước Pháp. Năm 1884, công ty mỹ phẩm Guerlain của Pháp đã sản xuất ra loại son hiện đại đầu tiên dành cho tầng lớp quý tộc. Thỏi son được bọc trong giấy lụa và làm từ mỡ hươu, dầu thầu dầu và sáp ong. Và đến năm 1890 thì việc trang điểm được tuyên bố là hợp pháp. Son môi dần trở nên phổ biến và được sản xuất quảng bá công khai ở khắp mọi nơi. Sau thế kỷ 19, son môi được tô màu với thuốc nhuộm đỏ yên chi. Thuốc nhuộm yên chi được chiết xuất từ dẹp son, loài côn trùng có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ, sống trên cây xương rồng. Thuốc nhuộm yên chi đắt đỏ và phong cách son môi màu yên chi thì được xem là không tự nhiên và cường điệu. Về sau thì yên chi được pha trộn với một chất nền dầu và sáp tạo nên hỗn hợp có màu sắc tự nhiên và đẹp ưa chuộng hơn. Vào những năm 1930 thì son môi được tuyên bố là mỹ phẩm quan trọng nhất đối với phụ nữ. Một cột mốc quan trọng khác trong lịch sử son môi đó là chuyên gia trang điểm cho các ngôi sao Hollywood Mark Factor đã phát minh ra son bóng. Son môi trở thành mỹ phẩm bán chạy với doanh số tăng vọt dù nền kinh tế đang rơi vào giai đoạn đại suy thoái. Vào năm 1933, tạp chí danh tiếng Vogue đã tuyên bố rằng son môi là mỹ phẩm quan trọng nhất đối với phụ nữ. Trong Thế chiến thứ hai, son môi là biểu tượng của lòng yêu nước. Màu đỏ tươi được ưa chuộng trong Thế chiến II vì lý do đặc biệt là nhà độc tài Adolf Hitler được cho là ghét son môi màu đỏ. Phụ nữ Mỹ tô son màu đỏ để thể hiện sự phản đối phát xít Đức và ủng hộ cổ vũ tinh thần chiến đấu của binh lính quê nhà. Và
nhân 40, phụ nữ được làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật nghiên cứu khoa học. Và chính nhà hóa học hữu cơ bà Hazel Bistrom đã tạo ra loại son lông chua bền màu đầu tiên. Loại son này đã được Raymond Specter quảng cáo và phát triển mạnh trên thị trường. Rõ ràng là son môi đã có một lịch sử phát triển rất thăng trầm. Và theo các nhà nghiên cứu, trung bình mỗi ngày phụ nữ có thể ăn khoảng 24mg son môi. Còn những người sử dụng nhiều thì con số này có thể lên đến là 110mg trên ngày. Và như vậy thì trung bình một phụ nữ sẽ ăn khoảng 1.700g son môi trong suốt cuộc đời họ. Một số liệu khác do các nhà khoa học Pháp công bố thì phụ nữ có thể ăn khoảng 7.700g son trong suốt cuộc đời. Và theo đó thì người đàn ông của họ cũng mất đi khoảng 2.700g son môi dù không hề sử dụng bất cứ loại son môi nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe kênh Góc Tám Văn Hóa để nhận những thông tin mới nhất về lĩnh vực văn hóa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.